Hello cả nhà, hôm nay là ngày 17, trong số 3 ngày event tiếp theo. Anh sẽ nói về 4 bước, 4 bước mình kể event như nào. Bước 1 thì mình nói là gì? Bước 1 là tôi muốn có thế giới quan sáng. Bước 2 là tôi biết là các thành viên trong nhóm mối quan hệ của tôi cũng có muốn có thế giới quan sáng. Nên tôi khuyến khích các đồng đội của tôi là kể event hàng ngày và quay video kể event. Bước 3 nó là gì? Là tôi quay video kể event mà tôi up lên nhóm hàng ngày. Bước 4 là mình sẽ thiền cà phê với việc mình kể event đúng không ạ? Đấy, em sẽ bắt đầu câu chuyện cái bút của mình. Mọi người cho em hỏi em là người trên tay ạ. Đây là cái bút đúng không ạ? Bút này thì mình để viết này hoặc để ký. Nhưng nếu mà có chú chó nó chạy vào con phòng này nhá, mà em cầm vào đây này, em cúi mặt chú chó, nó sẽ làm như vật này, nó sẽ gặm và nó chơi vật này đúng không ạ? Như vậy là cùng là vật này, mình có đây là bút, nhưng nó không phải là bút mà chỉ còn là gặm chơi đấy. Như ai đang đúng? Tôi hỏi là ai là người đúng hay chó đúng? Còn chúng ta câu trả lời là hai điều đúng. Vậy chúng ta có biết kết luận đầu tiên là gì? Không có đúng và không có sai. Chúng ta không có quy ước với nhau gì đâu. Vậy chúng ta hãy tôn trọng thế giới quan người khác. Thế quan ở đây thể hiện bằng cách nói, anh nghĩ là cách lựa chọn của bất kỳ ai. Thì chúng ta tôn trọng cách những cái quan điểm của mọi người như vậy thì chúng ta không phán xét, không đánh giá họ nữa. Chúng ta đỡ phải tranh luận về cái nhau. Mọi thứ đó chỉ có đúng và sai ấy. Chúng ta đã có quy luận, có những quy ước với nhau. Ví dụ do có pháp luật, chúng ta có nội quy làm việc của cơ quan chúng ta, các bạn giờ đến làm rồi giờ về, rồi những nội quy khi làm việc. Chúng ta có những cam kết của một đội nhóm khi chúng ta tham gia. Thì khi mà chúng ta vi phạm, sai lệch những cái cam kết đó, chúng ta đang là vi phạm đúng không ạ? Trước đó thì em đặt vật xuống bàn này, em gió đều đi ra khỏi phòng. Phòng này không có ai, không rỗng. Thì tại địa điểm đó cái vật này là gì ạ? Nó sẽ không là gì. Và trong đặc vật ta gọi là tính không, tính trung tính hay tính tiềm năng của sự vật, sự việc. Cái tính tiềm năng thì ở chỗ là gì ạ? Khi em đi vào căn phòng này trước này, em nhìn thấy vật này. Vật này trở thành cái bút. Nếu chúng chó đi vào đây trước, chúng chó nhìn thấy vật này trước này, nó sẽ lại gặp, nó nghịch chơi vật này. Em thấy chúng chó ốc ngoài cửa phòng, em bê chó vào đây. Em bê chó cũng nhìn vật này, nó sẽ vừa là cây bút này, vừa là đuổi gặm để chơi. Như vậy cùng là một vật, nhưng vì có hai thực thể khác nhau nhìn thấy quán chiếu phóng chiếu đến vật này, nên đã sự thật hiện hai thực thể khác nhau trên một vật thể do góc nhìn của từng chủ thể. Đó là tính tiềm năng của sự vật sự việc. Tiếp đó thì việc là chúng ta nhìn thấy vật này là bút này thì là do nó này, nó có cách biểu hiện, nó cách diễn đạt thì nó nói cho mình nó là bút như này, hay là chúng ta nhìn thấy là bút ạ? Chúng ta nhìn thấy là bút đúng không ạ? Bởi vì nếu vật này biết cách diễn đạt, biết cách nói nó là bút thì nó sẽ có cách diễn đạt cho chúng cho biết nó là bút, và từ chó hay bất kỳ các vật động khác cũng sẽ cầm lên và viết cho chúng ta, nhưng chỉ có chúng ta biết viết thôi, và chỉ do chúng ta biết nhận định đây là bút thôi. Chúng ta đặt tên, gọi tên là cái bút đúng không? Như vậy là chúng ta cái lực thứ ba là gì? Là mọi thứ đến từ tôi, hay là mọi thứ đến hệ thống tâm trí của tôi phóng chiếu và tôi quán chiếu lên vật này. Đó, tiếp đó thì vật này có tính tiềm năng đến từ tâm trí của chúng ta, thì chúng ta có thể ước thành vật có giá trị lớn hơn được không? Vì đây là cái bút, giá trị rất nhỏ đúng không? Có thể ước thành vàng bạc, đá quý, hột xoàn, kim cương. Mình thử ước thành một viên kim cương đúng không ạ? Kim cương ạ. Chúng ta mở mắt ra này, hiện tại này vẫn là bút. Vì sao? Đây là kết quả hiện tại, chúng ta không thể thay đổi được nó. Vì chúng ta có cái lệnh thứ tư là mặc dù mọi thứ đến từ tôi và đến từ tâm trí của chúng ta này, lại còn những tiềm năng, nhưng nó không đến từ sự suy nghĩ, từ việc chúng ta suy nghĩ tích cực hay mong cầu được. Bởi vì chúng ta là có những dấu ấn và hạt giống về vật này ở quá khứ. Chúng ta được neo vào tâm trí khi chúng ta còn bé, được bố mẹ, anh chị và khi đi học, thầy cô chúng ta này đặt vào này trên tay này, bảo rằng đây là bút, nên chúng ta cầm này trên tay này, hạt giống mây bút nó sẽ nở ra, cách chúng ta phải nhìn thấy là bút thời hiện tại, và không phải bất cứ cái thứ gì khác mà mình mong muốn đúng không ạ? Nên là chúng ta không thể thay đổi các mọi thứ xung quanh ở hiện tại được. Vậy thì chúng ta muốn đạt được những thứ chúng ta mong muốn ở trong tương lai ấy, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta hãy tạo ra những dấu ấn và hạt giống như là dấu ấn và hạt giống về cái bút này, bằng việc là chúng ta giao hạt qua 4 bước Starbucks. Ví dụ chúng ta muốn tự do tài chính, chúng ta hãy giúp người khác tự do tài chính, cho họ vay tiền cách trực tiếp nếu mà biết là họ đang rất thiếu tiền. Gián tiếp thì giúp họ có việc làm, giới thiệu việc làm cho họ, dành thời gian của mình chia sẻ những kiến thức về bán hàng, kỹ năng tư vấn, rồi là kỹ năng về xây dựng hệ thống đội nhóm. Để xây dựng hệ thống đội nhóm thì họ có kiếm được tiền sau khi họ gặp mình đó. Thì là giúp họ có tiền. Lúc đó thì nếu chúng ta muốn khỏe tốt thì chúng ta hãy chăm sóc sức khỏe cho người xung quanh. Mình giúp trẻ em chăm sóc sức khỏe cho người lớn, hay là chúng ta chăm sóc sức khỏe người ốm đau bệnh tật, chúng ta đến thăm họ, động viên họ để giúp họ có tài chính, họ có tiền, họ chi trả viện phí, chi trả thuốc men, nhớ cái này lại và chúng ta hồi gom sức khỏe của chúng ta, hoặc là chúng ta đi phóng sinh, chúng ta đi phóng sinh để giúp các con vật nó không bị sát sinh, bảo vệ sinh mạng của các con vật, thì chúng ta sẽ hồi gom sức khỏe của chúng ta. Vậy là cái bài học thứ năm rút ra đây là gì? Là chúng ta muốn có thứ gì, chúng ta hãy cho nó đi trước bằng việc thực hiện bằng thân khẩu ý của chúng ta. Chúng ta sẽ đạt được cái điều chúng ta mong muốn. Vậy là em sẽ kết thúc câu chuyện của mình ở đây. Bây giờ là nghe. Xin chào cả nhà và nhớ thêm cà phê nhé.